Chào mọi người một ngày mới nha. Chúc mọi người một ngày thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, tâm thần an định. Cầu xin, cầu mong cho dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Đây là một buổi sáng ở miền quê. Các bạn có nghe tiếng chim hót không? Ngày hôm nay bếp chai kỳ duyên của mình sẽ làm một món ăn ở tại nhà đơn giản. Thì mình cũng làm cho cả gia đình mình cùng ăn với mọi người, làm dư ra chia cho bà con nữa. Thì mình sẽ bó đòn bằng tàu hủ kia tươi. Đây là miếng tàu hủ kia tươi, khi mình mua trong lò là người ta lấy tươi ra như thế này về, cái bắt đầu mình ướp lại. Mình sẽ ướp vô một ít hạt nêm, một chút xíu đường và một chút xíu bột ngọt, rồi hành tỏi mình khử. Đây là mình đã ướp xong rồi đó mọi người. Thì bây giờ là người ta chỉ bó tàu hủ, người ta chỉ bó chả đòn bằng tàu hủ kỳ thôi. Nhưng mà bếp chai kỳ duyên mình là sáng kiến thêm nha mọi người. Mình sẽ bó thêm là nó có tàu hủ trứng nữa. Thì chỉ là sáng kiến của mình thôi. Thì đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị: bọc ni lông và dây ni lông. Thì đây là tàu hủ trứng mà mình đã trộn với sườn non và mình dồn hủ qua. Thì cái hôm trước video mình đã làm cái loại đồ hủ trứng mình dùng hủ qua là mọi người đã thấy rồi đó. Thì cái nguyên liệu là mình sẽ lấy ở trong cái đây ra. Ở đây có tàu hủ trứng, nấm đông cô, rồi sườn non. Mình cũng trộn với dừa ăn, đều tiêu, đường tiêu, tỏi, hành. Thì cái cách bó tàu hủ trứng của mình là bó đòn của mình sẽ rất là khác chứ những người ta đã làm đó các bạn. Thì mình làm theo cái ý của mình nha. Mình hướng dẫn cho các bạn thì cũng là cái sở thích của mình muốn làm cho gia đình mình ăn. Nó rất là ngon đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ chải tàu hủ lá ra. Tàu hủ lá mình đã ướp xong rồi. Thì mình sẽ cho một lớp mỏng tàu hủ trứng. Mình sẽ cho một lớp mỏng như thế này. Thường thì người ta chỉ bó là tàu hủ lá thôi nha các bạn. Nhưng mình thì chế thêm cái tàu hủ trứng này, mình trộn với sườn non, nó rất là dai và ngon. Vì vậy mà mình hy vọng là mình bó xong rồi mình hấp là nó sẽ rất là dai và ngon, đặc biệt lắm đó các bạn. Ở đây mình làm khoảng nửa ký đậu hủ trứng. Thì có lẽ là nửa ký như thế này thì mình sẽ làm được khoảng 2 đòn. Mình làm đòn gọn gọn cho gia đình mình ăn là 2 đòn đó mọi người. Ăn chay không có gì đặc biệt đâu các bạn ơi. Chúng ta sẽ tự chế biến ở nhà những món ăn mà nó rất là đơn giản, nhưng nó rất là ngon. Để mình thay đổi khẩu vị của gia đình mình. Chỉ là mình làm thêm một chút thôi, cũng không có quá cực. Chúng ta sẽ làm được những món ngon cho gia đình của mình thưởng thức. Rồi chia cho bà con cùng ăn, đem lại sự an lạc. Người khác ăn ngon mình cũng thấy vui phải không các bạn? Dịch bệnh bùng lên thì cái khó khăn chung của mọi người ai cũng có. Rồi, khi mình xếp xong rồi mình sẽ cuốn lại nha các bạn. Thì như vậy thì nó rất là dễ. Đây mình cho vô cái bọc ni lông. Bọc ni lông cũng hơi dài. Mình sẽ mình cố làm cho nó chặt, khi mình hấp coi là nó dẻ cái đòn của mình. Rồi, đây là dây ni lông.
mình sẽ cột. Mình cột cái đoạn mình nó mới dễ nha các bạn. Dây thì mình không có độ, mình chỉ độ chừng thôi. Xong thì mình sẽ nối thêm, mình cột cho nó dẻ, mình quấn nhiều vòng càng tốt. Mình cứ quấn tới quấn luôn như thế này thì cái đòn của mình sẽ rất là dẻ đó các bạn. Không có sợ hao dây gì hết, mình cứ làm cho nó dễ, thật là dễ càng tốt. Có người ấy, người ta bó, người ta để gia vị cái kiểu như là hem rồi hạt sen, nấm đông cô, nhưng mà họ chắc họ làm cái nhân ấy mà mình ăn mình thấy nó bở, nó rớt những cái nhân đó ra không có hay. Cho nên cái kinh nghiệm của mình ở đây là nó sẽ đặc biệt hơn, là mình sẽ bầm những cái loại đó vô trong cái tàu hũ trứng này nè. Nó có một cái cách chế biến riêng của mình, như vậy thì nó sẽ dẻ trong cái đòn chả của mình. Rồi đó, các bạn thấy không, mình có cái đòn chả như thế này, như vậy là mình đã hoàn tất xong một cái đòn chả. Mình có thể khi mình hấp á mọi người, mình có thể mình để cho nó mình sẽ làm thêm một đòn nữa. Mình chuẩn bị dây trước đi. Khi mình bó mình sẽ khỏi cần nói. Làm sẵn như vậy mình cứ quấn hoài tới. Quấn hoài tới thì nó dễ hơn. Công mình gần lại mình nói nó nữa. Như thế này thì mình sẽ làm luôn. Nói tới tắt luôn. Chừng nào nó hết vậy thì thôi. Thì hôm nay mình làm nó đơn giản, chỉ có hai cái đòn thôi thì rất là gọn, nó không có rườm rà. Cái nồi để mình hấp nha, mình đổ nước vô và có cái dĩ sẽ bắt lá vô rồi mình hấp thôi nha các bạn. Mình sẽ hấp cái nồi chả của mình khoảng 45 phút. Bởi vì nó hơn 30 phút, 45 là tại vì cái đòn này nó mình cần phải hấp cho nó hơi lâu một chút.
Cho nó được dẻ nha mọi người, nó dẻ cái đòn vì vậy mà nó mất thời gian hơi nhiều hơn. Mình hấp hủ qua thì có thể là 30 phút nhưng mà cái này khoảng 45 phút đó. Ở đây mình còn một ít đậu hũ trứng này, mình sẽ làm thêm một cái món này mình hướng dẫn chung với các bạn. Mình có cà chua, mình chọn trái thôi, nhỏ nhỏ gọn vậy nè. Xong thì mình sẽ tách lấy cái ruột ra. Đây là cái món ăn mà cũng rất là ngon. Mình chế biến thì bây giờ sẵn ở đây là nó có đậu hũ mình nhồi sẵn rồi đó, đậu hũ trứng mình nhồi mình nêm nếm rồi. Cho nên mình hướng dẫn mọi người làm một ít nữa nha. Mình làm cho nó hết đậu hũ trứng của mình, nhưng mà nếu mình muốn ăn mình làm nhiều cũng tốt. Khi mình làm cái món này á, thì mình có thể mình hấp xong rồi mình chiên lại mình ăn, hay hoặc là mình sốt cà rồi mình ăn bánh mì nó cũng ngon nữa đó các bạn. Thì đồ mặn thì người ta cũng có thể dùng thịt, nhưng mà đồ chay thì mình sẽ dùng đậu hũ. Mình sẽ làm vài trái cà nhỏ nhỏ con dễ thương thôi cho mọi người cùng xem. Đây mình còn miếng đậu hũ nhồi nè. Mình sẽ làm như thế này nha các bạn. Trái cà của mình nó nhỏ xíu rồi, nó dễ thương lắm. Mình chọn trái bự thì cũng được, nhưng mà nếu mà có cà nhỏ mình làm thế nó dễ thương, nó ngon, nó vừa miếng ăn hơn. Cho nên mình khuyến cáo mọi người nếu có gặp cà chua nhỏ thì mình mua mình làm đi, nó dễ thương hơn là miếng cà lớn. Còn nếu không có thì mình phải mua cà lớn. Còn nhỏ nhỏ gọn như thế này thì nhìn thấy rất là gọn ghẻ mà dễ thương, nó vừa cái miếng mình ăn lắm. Như mình độ chừng là 3 trái cà 6 miếng rồi các bạn. Cái này nó đầy nên mình cho bớt qua đây đi, mình chia ra cho nó đều nha. Rồi mình sẽ được dĩa cà con cũng dễ thương lắm, rất là đáng yêu đúng không các bạn. Là sẵn những cái món mà nó còn lại thì mình làm thôi. Rồi như vậy thì mình sẽ để vô trong cái nồi mình hấp luôn nha các bạn. Mình sẽ hấp luôn những cái món cà này, xong rồi nó rất là dễ thương và ngon đó. Để luôn trên đây nó cao quá, mình lấy ra đi, mình để dưới chỗ cái khoảng trống này nè. Rồi chỉ còn đợi thời gian nữa thôi thì mình sẽ có món ăn mới của ngày mới. Để cho nó nguội nha các bạn. Khi mình nhắc lên rồi mình để khoảng 15-20 phút tự nó nguội cho cái đòn nó dẻ, mình phải mở dây. Tại vì nếu mà mình mở dây liền á thì nó bung ra, nó sẽ không có dẻ cái đòn của mình. Lấy mấy miếng cà dễ thương của mình ra trước nha. Mình nhìn thấy nó dễ thương lắm. Nếu các bạn nó thấy dễ thương không, nhưng mà mình rất là hài lòng với miếng cà của mình. Cái này nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, nó con rất là dễ thương. Cái này mình để nguội rồi mình chiên lại mình ăn liền cũng ngon nữa đó các bạn. Mình sẽ để nguội rồi mình chiên lại. Và đòn này thì mình sẽ để cho nó nguội thật sự, hoàn toàn nguội rồi mình có thể gỡ dây nữa nha. Tại vì khi mà nó nguội thì dây mình nó mình gỡ nó mới dẻ, còn nếu bây giờ đó nó chưa có nguội mình gỡ ra mình sợ nó không dẻ nhiều, cho nên mình sẽ đợi cho nó nguội đi, nó sẽ dẻ, nó dính lại.
cà này nó nguội vậy nè. Mình sẽ đem đi mình chiên lại. Mình chiên sơ lên. Khi mình chiên sơ như thế này thì mình sẽ ăn với cơm hay hoặc mình dồn bánh mì. Tùy theo mình thích ăn như thế nào thôi. Nhưng mà mình cảm nhận rất là ngon rồi đó các bạn. Chỉ chiên xương lại nha. Rồi. Còn đòn của mình thì nó cũng đã nguội. Cho nên mình sẽ chuẩn bị lấy đòn ra. Mình để nãy giờ khoảng 20 phút. Mình cảm giác nó cũng đã thật sự nguội rồi. Cũng được rồi. Mình sẽ cắt dây nha. Mình cắt bỏ dây đi cho nó nhanh. Khỏi tháo. Rồi mình cảm giác như là nó rất là dẻ. Wow, rất là ngon, tuyệt vời. Như vậy thì cái chi phí cho một cái đòn chải như thế này, nó khi mình tự làm nhà thì nó rất là rẻ. Tại vì mình mua mình ăn của những người người ta bó ta bán các bạn. Nếu mà phân nửa như thế này thì khoảng chừng 40.000. Cái đòn này theo mình độ chừng là họ bán khoảng 70.000. Nhưng mà mình mua nửa ký tàu hũ chi thì nó chỉ có 25-30.000 một ký thôi. Nửa ký chứ nó khoảng 50.000 đồng một ký tươi. Về thì mình tự chế biến, thật sự là nó mất công nhưng mà nó rất là rẻ. Nó ngợi lắm. Thì nếu mình làm xiên thì mình bó mình ăn như vậy nó rẻ lắm mọi người. Chứ mua thì rất là mắc, mình ít khi mua lắm. Thỉnh thoảng nó mình muốn ăn hay là kẹt chẳng đã như thế nào đó, mình bận rộn thì mình không có làm được thì mình mới mua. Nhưng mà nếu có thời gian thì mình nên tranh thủ mình làm đi. Nó sẽ ngợi lắm. Mình thấy khi mình bó xong rồi mình mới thấy là thật sự là nó rất là rẻ. Tốn không có bao nhiêu công hết. Thời gian và công của mình nó không có lâu. Thì mình thấy mình nó lại vừa khẩu vị với cái gia đình của mình đó. Rồi. Nhưng mà tính là mình mua hai cái đòn này khoảng cả 100.000 đó mọi người. Nhưng mà mình bó rất là rẻ. Mình bó như vậy thì nó chỉ có khoảng 40.000 tiền chi phí thôi. Rồi bán như vậy là một lời một. Rồi, như vậy là chả đòn của mình nó đã hoàn tất. Thì mình chỉ đợi là mình cắt ra. Chảy chết cha A Di Đà Phật, mình lo cắt chả thôi nó hơi khét. A Di Đà Phật, làm từ từ chứ làm nhiều món vậy của mình là không khét, nó hơi khét rồi đó bạn ơi. Rồi mình nhắc không đi. Nhưng mà không sao, cũng còn ăn được, không có quá tệ đâu. Nó hơi đen đen xì lì, hơi đen xì lì một chút. Nhưng mà có cái còn, chưa sao. Có một cái nó bị đen xì lì. Làm ưa có tai nạn á mọi người. Tai nạn trong khâu nấu ăn, cái nào cũng có tai nạn hết chứ.
Nói chung là tại vì mình làm rất là nhiều việc lặt vặt cho nên có khi mình sơ suất thì nó quên. Vì vậy mà tai nạn thì không có tránh khỏi đâu, nhưng mà nhiều với ít thôi. Tai nạn ngoài đời, tai nạn ở trong mọi thứ, ở trong đời sống của mình, tất cả nó xảy ra đều là tai nạn, nhưng mình không muốn nhưng mà nó sẽ bị. Nhưng mà mình nhìn thấy thì nó rất là ngon, nó không có sao. Mình sẽ lấy dao để mình cắt cái đòn chả ra nha. Mình sẽ thử cắt cái đòn chả cho mọi người xem nha. Wow, đây là thành quả của cái đòn chả của mình. Thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình bó nhà đó mọi người. Đa số là mình chỉ mua ăn thôi. Vì vậy mà mình thấy cái kết quả lần đầu tiên mình làm được như thế này thì mình cũng rất là hài lòng đó mọi người. Rất là đẹp đúng không các bạn? Cái đòn chả của mình thấy mình rất là hài lòng với nó. Đây. Thì trong đây là mình gói tàu hũ lá và tàu hũ trứng mình gói chung đó thì nó sẽ ra cái kết quả như vậy đó các bạn. Mình thấy rất là hài lòng với đòn chả của mình. Bảo đảm với mọi người là ngon hơn mình mua nhiều. Hứa danh dự, mọi người cùng làm với Bích Giai Kỳ Duyên mình nghe. Chúc một ngày mới tốt đẹp, mọi người cùng an lạc, thân tâm sáng suốt, trí tuệ an định. Dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi. Cứu độ chúng sanh, hòa bình thế giới, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện, A Di Đà Phật. Mời mọi người thưởng thức nha. Ăn thử nha anh. Cảm xảm mình là người khoái thưởng thức đó các bạn. À, thật sự là nhân vật quay phim nhưng mà vừa quay phim vừa thưởng thức. Ngon không anh? Ngon. Cảm ơn. Sao? Được không? Đặc biệt thơm ngon. Táp hết miếng rồi táp thêm miếng nữa nha.